Giới trẻ ngày nay đi du lịch có rất nhiều hình thức lưu trú để lựa chọn. Tiện lợi có thể ghé ngay nhà nghỉ, khách sạn. Thích những không gian thật chill thì có thể tìm đến homestay. Hoặc muốn tiện nghi, riêng tư, nhiều bạn trẻ còn mạnh dạn thuê nguyên cả căn villa sang trọng. Tùy vào sở thích và điều kiện thôi. Tuy nhiên, có một điểm chung tất cả cần có, chính là hãy là những khách du lịch văn minh và lịch sự. Lại là câu chuyện về những bạn trẻ đi du lịch. Mới đây, chủ của một villa ở Đà Lạt đã lên Facebook đăng đàn tố một nhóm 5 thanh niên thuê nhà của mình có hành động cực kém duyên. Ở villa 2 hôm nhưng bùng tiền không trả. Đã thế, còn lén lút trốn đi trong đêm. Sự việc trên hiện đang được dân tình vô cùng chú ý. Người đăng tải sự việc trên là chị T, hiện sinh sống tại Đà Lạt. Chị T cho biết vào thứ 6 và thứ 7 vừa qua, có 5 bạn trẻ gồm 2 nam, 3 nữ đến từ Đồng Nai đã thuê căn villa của cô chị. Theo chị T, nhóm thanh niên này cư xử rất đàng hoàng, đã đặt cọc tiền và để lại chứng minh thư nên gia đình yên tâm giao chìa khóa. Tuy nhiên, vào buổi sáng ngày Chủ nhật thì cô của chị T đến căn villa để cho các bạn trẻ check out. Người chủ nhà này tá hỏa khi 5 vị khách đã đi mất từ lúc nào, quên luôn việc thanh toán nốt số tiền nhà còn lại, thậm chí còn lấy mang đi cả 3 chiếc máy sấy tóc. Theo camera an ninh ghi lại, nhóm bạn trẻ này đã rời khỏi căn villa vào khoảng 2 giờ rạng sáng ngày Chủ nhật. Quá bức xúc, chị T đã gọi điện vào số điện thoại của nam thanh niên đại diện thuê nhà, nhưng không thể liên lạc được. Chị T cho biết, chị không thể ngờ rằng nhóm bạn trẻ này lại có hành động thiếu ý thức đến thế, trong khi chứng minh thư vẫn còn để lại cho cô chị giữ. Do rất lâu không thể gọi điện được cho những vị khách, nên chị T đành đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng của chị T đã nhanh chóng được cộng đồng mạng dành nhiều quan tâm. Dù chưa rõ thực hư của sự việc, tuy nhiên đa số đều lên tiếng chỉ trích hành vi bùng tiền khó chấp nhận của nhóm du khách trên. Liên quan đến sự việc, trao đổi thêm với chúng tôi, chị T cho biết đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa thể liên hệ với nhóm thanh niên đã thuê villa của cô mình. Chị T chia sẻ, căn villa của cô chị được nhóm bạn trẻ này thuê trong 3 ngày với giá 4 triệu đồng, mới đặt cọc trước một nửa. Khi đi, 5 thanh niên không những bùng luôn tiền nhà mà còn để lại một bãi chiến trường ngổn ngang, thậm chí còn bỏ lại cả quần áo. Các bạn ấy thuê phòng trong 3 ngày là 16, 17, 18 tháng 8 mới đặt cọc một nửa tiền là 2 triệu đồng thôi. Đến 10 giờ sáng Chủ nhật, cô mình đến nhận nhà thì không thấy ai cả ngoài một bãi chiến trường, quần áo không kịp gom. Các bạn ấy đã chặn số của mình vì mình là người làm việc trực tiếp với mấy bạn. Khi mình lấy số khác gọi thì vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy luôn. Mình lấy 2 số khác gọi từ 10 giờ đến 1 giờ chiều vẫn không bắt máy và im lặng đến giờ luôn đó. Chị T kể lại. Chị T cũng cho biết thêm căn villa của cô chị mới bắt đầu cho thuê từ khoảng đầu năm nay, chưa từng gặp tình huống nào tương tự.